Chị à, đến làm việc hay đến ăn trưa đây? Em mệt lắm ấy, lết mãi mới mò được đến đây đấy. Đã đang còn độc thân, chó mèo thì không có, lúc nào cũng thấy kêu mệt. Dự án đấy mới đến đâu rồi? Em làm qua qua rồi. Thế nào mà qua qua? Này chị bảo nhá, cái dự án này lần này phòng mình mà không giành được ấy là mất điểm thi đua đấy. Thì làm việc cũng phải có hứng chứ chị. Làm việc ở mảng sáng tạo chứ có phải là làm việc tay chân đâu. Thế em định bao giờ thì em có hứng? Em cũng đã cóp nhặt ở những cái dự án cũ. Về nguyên tắc thì những cái mảng đấu thầu nó cũng na ná như nhau thôi. Chị không đồng ý với cái quan điểm làm việc của em như thế đâu nhá. Em làm việc mà không cẩn thận ý, mất việc ấy, lúc đấy mới gọi là mệt thật đấy. Em đã bảo rồi, đợi đến khi nào em có hứng thì em làm, mà chị nói nhiều em mệt quá rồi. Ở nhà đã mệt rồi, đến cơ quan chị làm mới mệt thêm. Mất cả hứng. Xin chào tất cả quý vị đã cùng đến với chương trình Điều nhỏ bé kỳ diệu được phát sóng trên khung giờ quen thuộc của VTV3 Đài truyền hình Việt Nam. Năm nay thì Hồng Phúc và cảm thấy rất là vui bởi vì mình xây được cái nhà nho nhỏ cho bố mẹ vợ, là cái động lực mà anh đã phấn đấu trong suốt bao nhiêu năm qua của anh. Và em nghĩ là cái động lực nó nằm ở chỗ là vì anh đã đặt ra mục tiêu là sẽ phải xây nhà cho bố mẹ. Cho nên quý vị có thấy là anh Hồng Phúc chăm chỉ xuất hiện hơn trên sóng không ạ? Thế thì không biết là động lực trong cuộc sống của quý vị khán giả thì đến từ đâu? Quý vị đang ở cái giai đoạn nào của cuộc đời? Bởi vì cái giai đoạn đấy cũng quyết định động lực của chúng ta. Không có động lực thì chúng ta không làm được bất cứ điều gì cả. Khi còn nhỏ thì động lực để mà chịu khó đi học là gì ạ? Để được thầy cô khen, được điểm cao, để bố mẹ vui lòng. Thế xong rồi đến lúc đó, lấy vợ lấy chồng, đi làm để gì ạ? Để kiếm tiền mang lại cuộc sống cho bản thân mình và cho người thân. Sợ nhất là rơi vào trạng thái là càng cố gắng thì nó lại không như mong muốn. Cái kết quả không như mình mong muốn như vậy thì nó mới dẫn đến cái việc là mất động lực. Em cũng đã từng rơi vào cái trạng thái đó rồi. Phát hành album mà bán không hết, mất động lực, chả còn hứng thú để mà cố gắng tìm tòi những bài hát mới để rồi mình sẽ biên tập để mình ra album tiếp theo, rồi tự trách bản thân mình. Em ở một trạng thái của một người đang một thân một mình, đang rất thoải mái. Như chị nhé, ví dụ là còn con, còn mẹ già. Mẹ chị năm nay 88 tuổi, lẫn như một em bé. Thực sự có những lúc chị cảm thấy nó buồn một cách khủng khiếp, là đến mấy năm nay chỉ mong một lần về mà mẹ nhìn thấy rằng là mình là con của mẹ thật. Mà điều đó còn không có. Nghĩ cho cùng thì trong lĩnh vực nào chúng ta cũng có thứ để mà cảm thấy mất động lực. Đi làm thì mục đích là để có thu nhập, để nuôi sống gia đình thì lương nó thấp. Cuối cùng mất động lực, chan chẳng muốn đi làm. Lấy vợ thì nghĩ rằng để cho nó yêu thương nhau, nhưng với vợ cũng không như ý, cũng chán luôn. Thế rồi còn thôi bỏ lại cố vì con. Nghĩ rằng là con nó ngoan, nó học giỏi như mình mong muốn. Cuối cùng đi họp phụ huynh cuối năm thì để thấy xấu hổ cái mặt mình, chán luôn luôn cả con nữa. Cái gì cũng có động lực, không có động lực thì sẽ không có hoạt động. Cho nên động lực là một thứ vô cùng quan trọng đối với mỗi hoạt động sống của chúng ta. Nhiều người cứ hay hỏi là thế bạn làm việc vì điều gì, bạn sống vì ai? Có những người thì nói rằng là tôi sống vì con cái, vì người thân yêu. Có những người thì nói là tôi đã đặt ra một mục tiêu là đến năm 35 tuổi thì phải có nhà. Nhưng mà em quan tâm đến một cái thứ động lực lớn hơn ở bên trong mỗi người, đấy là cái động lực phát triển bản thân. Có bao giờ mà chúng ta suy nghĩ về cái động lực tự thân từ bên trong mình là nâng cấp phiên bản, trở thành một cái con người thú vị hơn, trưởng thành hơn, một cái con người đậm đà hơn trong suy nghĩ? Và ngay cả bản thân Hồng Phúc thì Hồng Phúc luôn đưa cho mình cái động lực cho mỗi giai đoạn. Ví dụ 5 năm, 10 năm, nhưng mà mình tự tạo động lực cho mình để mình làm việc mỗi ngày. Vâng, như vậy là cái vấn đề xác định động lực cho mình không khó. Thế nhưng làm thế nào để mình có thể gắn bó với cái động lực đó mới là vấn đề. Ông Trịnh Công Sơn có một câu rất hay: có những ngày buồn đến cùng cực, tôi và cuộc đời tha thứ cho nhau không ạ? Cho nên tự mình lại vực dậy, lại nghĩ bụng bảo mình nhìn thấy rằng mẹ như thế, mình buồn, nhưng mình đâu hiểu rằng có khi mẹ cũng đang trong một cái suy nghĩ của một người đã Alzheimer, đã mất trí nhớ. Nhiều khi em phải hoán đổi cái vị trí, hoặc là ví dụ nhiều lúc con chị nó không làm như cái ý chị muốn chẳng hạn, mình hãy nhìn nó thoáng hơn ra một chút. Cái cơ bản nhất, đừng để cùng một lúc mất nhiều động lực ở nhiều nơi, chúng ta thành cái mớ rối bòng bong, mất ở đâu tìm lại ở đó. Vừa thất tình lại vừa mất việc, ví dụ như thế, thì chúng ta thấy rằng cái mất việc là cái quan trọng nhất. Vậy thì hãy tìm động lực từ cái việc là đi kiếm việc đi, có được việc làm để nuôi sống bản thân, rồi chúng ta tiếp tục sống thì chúng ta mới lấy lại động lực của những thứ khác. Vậy thì việc đầu tiên hãy là sàng lọc xem điều gì đối với mình quan trọng nhất. Cá nhân em cũng vậy thôi, có những khoảng thời gian mà bản thân được thấy là đúng là rõ ràng là mình bị mất đi cái động lực ấy, vì áp lực từ chính gia đình của mình. Chính vì điều đó mà tự liên đới đến chính cái công việc của bản thân mình luôn. Không có phấn đấu gì hết, không có sáng tạo thêm được cái gì hết. Em nghĩ là từng giai đoạn để mà có được cái và tìm lại được, hoặc là mình thoát ra được cái điều đó để mình có được động lực ấy, mình phải tìm đúng là cái nguyên nhân và cái lý do của nó nào thì mình mới tìm được. Chúng ta cứ nghĩ những cái điều nó tiêu cực như thế thì ta tự triệt tiêu ta, sau đó là những người xung quanh ta. Đôi lúc chúng ta hãy nhìn rộng ra để mà quán chiếu lại mình. Với mỗi một vấn đề nảy sinh thì việc đầu tiên mình xem mình có chấp nhận được không. Chấp nhận không được thì ta cải tạo. Chê lương thấp ấy gì, cố gắng làm thêm nên xem lương có cao không. Mà cố rồi không được nữa thì thôi buông, thôi kệ, nói đến đâu thì đến. Nhúng mình trong một cái môi trường nhiều áp lực một chút sẽ giúp cho mình có động lực sống nhiều hơn. Quý vị còn có rất nhiều thời gian ở phía trước để tìm ra cái động lực cho mình. Và hy vọng là cái động lực sống nó sẽ luôn luôn đi theo chúng ta. Nếu như anh muốn nâng cấp anh lên thì anh phải làm gì? Anh duy trì, duy tu hay là anh chỉnh sửa cho người anh ở phía lên? Có một cái từ khóa rất là hay là từ khóa bảo dưỡng này. Nó không chỉ dành cho xe cộ máy móc đâu, mà cũng phải bảo dưỡng con người mình để luôn luôn có động lực sống. Đây cũng là chủ đề của chương trình ngày mai của Điều Nhỏ Bé Kỳ Diệu, và quý vị hãy cùng tiếp tục theo dõi với chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.